định cho ngày mai đi leo núi Mount Lodge, Vermont. Mang đồ ấm thôi mà quá trời, cái shelter, cái áo đó, áo shelter, găng tay ba đôi, áo mưa, bộ đồ base, hai bộ, một cái backup. Cái này là cái này, này là quần ski. Cái này đó tên bag nè, sleeping bag. Cái áo bắp để mặc buổi tối, quần để mặc buổi tối ngủ, quần mưa và vỏ màng bốn đôi luôn. Cái đào bút tì dày, sợ bị tuyết đá trơn đi này thêm. Cái đây là đồ cái cây gậy để chống đi bị té. Con nó cũng đỡ biết nhiều. Cái này lót để ngủ. Mặc có cái sleeping bag sợ gì, phải lấy thêm cái này để có thể mặc ở phía trong. Bình nước, cái này filter để lọc nước sạch luôn. Đèn flashlight để đeo cái trên đầu, mang pin theo luôn. Cái này có chạc dự phòng của bằng điện nhưng mà mang theo pin nữa. Nón, cái này được phủ, cái này phủ trời mưa cho cái ba lô. Nồi nấu, biết nấu được không, nó lên đó nó lạnh quá nó bị mất hết gas. Mấy cái kẹo the, trà với lại cái electrolyte, cà phê với lại gì hạt sen giống như chè. Cái này first aid, thuốc, skin care. Cái này là cái cái đồ uống nước mà có cái ống hút luôn, nhưng mà chắc có thể không mang theo. Này để cho ấm chân với tay. Này để lau lau chùi cho nó sạch. Đồ ăn, đồ ăn như là không biết đủ mà. Mang theo bánh mì cho ăn trưa. Vấn đề là biết khưng nổi không thôi. Snap, mấy cái bà. Cái này là oatmeal, cái này tờ. Này chơi đêm giao thừa, bầu cua với lại cái gì đó, tứ sắc. Không biết có ai được chơi tứ sắc không. Mấy đồ giày đi tuyết, sợ cái đầu ngón chân bị chịu lạnh không nổi. Dạ, đó, như vậy đó. Một số đồ là mặc, một số đồ là 1/3, gần như 1/3 là mặc, còn lại là 1/3 đồ. Hình không biết bao nhiêu pound, hôm qua cân chưa đủ là đã 18 rồi, 18 pound rồi. Have a shape trip. Rồi, xong. 25 pounds, not include cheating. I will wear them. This one I will ask someone to carry on the last day when we celebrate New Year in the mountain. So include water and more food up here, so that will be 25 pound mass. How can I carry them? 5 or 6 miles per day for 5 days up to the mountain. Mount Raylock, Vermont. Have a good trip. Good luck.